Sự kiện giám đốc điều hành Apple Tim Cook đến Việt Nam đã thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông quốc tế. Các bài viết tập trung vào những hoạt động của ông Tim Cook trong lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam. Theo hãng thông tấn Al Jazeera, chuyến thăm sẽ là cơ hội để Apple tăng cường đầu tư hơn nữa vào Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất tới giáo dục. Theo tờ báo, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất quan trọng nhất của Apple bên ngoài Trung Quốc, khi số lượng công ty lắp ráp các sản phẩm của Apple tại Việt Nam cũng tăng 4 lần trong một thập kỷ. Theo trang CNBC, Việt Nam có tầm quan trọng chiến lược đối với Apple. Hãng đang dần chuyển hướng sang Việt Nam như một thị trường tiêu thụ tiềm năng. Báo cáo mới nhất cho thấy Apple hiện là công ty đứng thứ 3 trên thị trường điện thoại về doanh số bán hàng sau Oppo và Samsung, với lượng người dùng tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tháng 5 năm ngoái, Apple đã ra mắt cửa hàng trực tuyến tại Việt Nam, lần đầu tiên cho phép người tiêu dùng địa phương mua trực tiếp bất kỳ sản phẩm nào của Apple. Theo chuyên trang về công nghệ Phone Arena, ngoài việc tăng cường sản xuất AirPods và Apple Vision Pro, Apple cũng đã chuyển một số việc trong chuỗi phát triển iPad về Việt Nam. Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDC dự đoán những nỗ lực đa dạng hóa của Apple tại Việt Nam trong thời gian tới sẽ bao gồm các thiết bị như máy tính xách tay, khi các nhà đầu tư của Apple như Quanta và Foxconn đang đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Rạng sáng nay tại km 1420+170 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Măng Khênh, xã Đắc Man, huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, thì khoảng 1 giờ 30 phút sáng, xe tải mang biển số 43C15416 do anh Nguyễn Quang Nhãn sinh năm 1992 điều khiển, phụ xe là anh Nguyễn Tấn Toàn sinh năm 1999 cùng ngụ huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Quảng Nam Kon Tum. Khi đi đến địa điểm đèo Lò Xo, chiếc xe bị mất lái, lao ra lề đường và bị lật. Chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn. Hậu quả, hai người trên xe tải là anh Nhãn và anh Toàn bị mắc kẹt trong xe, tử vong tại chỗ. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền địa phương, nhóm SOS đèo Lò Xo bốc dỡ hàng hóa và đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi xe. Nguyên nhân đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Đèo Lò Xo là một cung đường nguy hiểm nối hai tỉnh Quảng Nam với Kon Tum. Đường có nhiều đoạn quanh co, khuất tầm nhìn nên thường xuyên xảy ra các vụ lật xe, tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thời điểm này tại Đắk Lắk thì hạn hán đã khiến cho hàng chục hồ thủy lợi cạn nước, hàng nghìn hecta cây công nghiệp tại khu vực này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến sản xuất và chất lượng. Mới đầu vụ đông xuân, hồ thủy lợi Ia Blang là nơi cung cấp nước tưới cho hơn 160 hecta cây trồng tại thị xã Buôn Hồ đã cạn kiệt nước. Do đó, hàng trăm hecta cây công nghiệp khu vực này đang có nguy cơ mất trắng nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài trong thời gian tới. Địa bàn xã Siêng diễn ra nắng hạn rất là khốc liệt. Trên địa bàn thì có hai cái công trình thủy lợi, đập Emit và đập Ia Blang. Thì đầu tháng 3 thì riêng đập Ia Blang thì đã khô cạn, thì bà con nhân dân là một số hộ xung quanh đập thì hiện nay là chờ mưa để mà cứu các cái loại cây trồng thôi, còn không có cái nguồn nào để mà khắc phục, không có cái phương án nào để mà xử lý được. Tại các địa phương, trước tình hình các công trình thủy lợi cạn nước, không còn khả năng bơm nước, hàng nghìn hecta cây trồng khô héo, người dân và ngành chức năng phải sử dụng đặt máy bơm tận dụng bơm nguồn nước còn lại dưới đáy hồ để chống hạn cứu cây trồng. Đối với những cái vùng mà còn nước mà để chủ động tưới thì tuyên truyền vận động bà con là sẽ đặt những cái bơm giả chiến để mà tưới. Và đặc biệt những cái vùng mà để mà hạn chế được cái hệ số sử dụng nước đối với cây trồng thì cũng đã tuyên truyền vận động bà con là nên chuyển những cái loại cây trồng cạn cây màu để trồng trên diện tích đất lúa mà bắp bên nguồn nước. Tính đến ngày 9 tháng 4, trong 352 công trình thủy lợi mà công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi tỉnh Đắk Lắk quản lý đã có 28 hồ chứa cạn nước, 83 hồ chứa có dung tích dưới 50%, chỉ còn 14 hồ chứa đạt mức nước dâng bình thường. Dự báo các hồ đập tiếp tục cạn kiệt nếu hạn hán kéo dài. Theo dõi diễn biến mực nước ngay từ đầu vụ, nên khi mà những công trình đối với những công trình mà có lượng nước mà không đáp ứng đủ thì chúng tôi đã cùng với địa phương khuyến cáo bà con là không có gieo trồng và cắt giảm một phần diện tích. Ngoài ra thì khi mà những công trình mà
thực sự là khi gần hết nước rồi đấy thì chúng tôi tiến hành là xin ý kiến của Sở Nông nghiệp để thực hiện bơm tát từ cái mực nước chết của hồ chứa để phục vụ tưới. Ngoài ra thì cũng chúng tôi cũng tiến hành đắp các đắp tạm dọc lòng suối đó để bơm nước lên cho bà con sử dụng. Đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có hơn 2.000 hecta cây trồng thiếu nước tưới. Dự báo tình trạng khô hạn trên địa bàn tỉnh xảy ra phức tạp, việc này dẫn đến khả năng thiếu nước diễn ra ngày càng nghiêm trọng với khoảng 8.000 hecta cây trồng các loại bị ảnh hưởng. Trước tình hình hạn hán gây thiệt hại nghiêm trọng, tỉnh Đắk Nông đã đề nghị xây dựng mới 10 công trình thủy lợi. Còn tỉnh Cà Mau cũng vừa công bố tình trạng khẩn cấp hạn hán trên địa bàn huyện Trần Văn Thời và U Minh. Hiện nay, tình trạng cạn kiệt nguồn nước không chỉ là vấn đề của các công trình thủy lợi mà còn ảnh hưởng đến nhiều sông suối trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, dẫn đến hiện tượng héo lá của cây trồng. Để ứng phó với tình hình này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông đã đề xuất xây dựng mới 10 công trình thủy lợi với tổng vốn đầu tư 467 tỷ đồng, nhằm đảm bảo nước tưới cho khoảng 3.370 ha cây trồng trên địa bàn. Trước tình hình khẩn cấp này, việc xây dựng các công trình thủy lợi mới không chỉ là biện pháp cấp bách mà còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và quyết liệt từ các cấp quản lý địa phương đến cấp trung ương. Thực trạng hạn hán khắc nghiệt đã gây ra hơn 600 điểm sạt lở sụt lún đất với tổng chiều dài hơn 15,8 km, ước thiệt hại hơn 20 tỷ đồng trên địa bàn huyện Trần Văn Thời. Ngoài ra, hàng ngàn hộ dân trong tỉnh đang bị thiếu nước ngọt sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Nhiều kênh rạch tại huyện Trần Văn Thời, U Minh khô cạn đã làm thiếu nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của cây trồng. Từ đó, Ủy ban nhân tỉnh Cà Mau công bố tình huống khẩn cấp hạn hán cấp 2 trên địa bàn huyện Trần Văn Thời và U Minh. Theo đó, đề nghị các ngành chức năng và địa phương cần áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Thưa quý vị, sau đà giảm vào chiều ngày hôm qua 15 tháng 4 thì sáng nay giá vàng SJC được điều chỉnh tăng trở lại. Lúc 9 giờ 30 phút sáng nay, giá vàng SJC niêm yết tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn ở mức là từ 82,3 cho đến 84,3 triệu đồng một lượng. Giá nhẫn tròn trơn ở mức 75 cho đến 76,9 triệu đồng một lượng, tăng 700.000 đồng mỗi lượng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết giá vàng SJC ở mức 81,95 cho đến 84,1 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn tròn trơn cũng tăng 800.000 đồng ở chiều mua vào và 600.000 đồng ở chiều bán ra, hiện ở mức 75,28 cho đến 76,98 triệu đồng một lượng. So với cuối ngày hôm qua thì giá vàng SJC và vàng nhẫn hiện cao hơn khoảng 300 cho tới 700.000 đồng mỗi lượng. Theo các chuyên gia kinh tế, đà tăng của giá vàng thế giới đã tác động khiến cho giá vàng trong nước đi lên, bất chấp thị trường đang kỳ vọng những phiên đấu thầu vàng miếng sắp tới của Ngân hàng Nhà nước nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Liên quan đến việc cấp bò không đủ cân nặng cho hộ nghèo mà Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã phản ánh, mới đây, Thanh tra huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum đã công bố kết luận thanh tra về việc triển khai thực hiện tiểu dự án 2, dự án 3 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 tại xã Ngọc Quang. Theo kết luận, thì địa phương này đã có hàng loạt sai phạm trong việc thực hiện hỗ trợ bò cái sinh sản cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể là Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Quang đã ban hành văn bản chỉ đạo không kịp thời, thiếu khoa học, xây dựng hồ sơ dự án còn sai sót do đo trọng lượng bò không đúng quy định, không kiểm tra đầy đủ. Ngoài ra, địa phương này còn chủ quan cảm tính trong việc đối chiếu so sánh thông qua quan sát bằng mắt thường đối với các con bò cấp phát cho các hộ dân, dẫn đến việc 29 trên 62 con bò cấp cho người dân không đủ trọng lượng theo dự án phê duyệt. Dù phát hiện sai phạm sau lần cấp phát đầu tiên, Ủy ban Nhân dân xã vẫn không kiểm tra rà soát kịp thời. Sau đó, địa phương này đã thực hiện cấp đổi mới 22 trường hợp bò không đủ trọng lượng, tuy nhiên vẫn còn 7 trường hợp chưa được cấp đổi đúng quy định. Những sai phạm này đã gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của chính quyền địa phương. Thanh tra huyện đề nghị kiểm điểm trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan, tiếp tục cấp đổi bò thiếu trọng lượng, xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại. Đồng thời kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ thẩm định, sơ suất trong công tác thẩm định hồ sơ dự án.